Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về lịch phát sóng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 333 và tập 334. Tập 333 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh truyền hình HTV7 ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2017. Tập 334 sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 ngày thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2017. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Liệu các cặp đôi có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Hãy theo dõi chương trình để biết nhé mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn nút like, comment và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.